Số 20 Nguyễn Tu Hoài và libero số 10 Bùi Vũ Thanh Tuyền. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam là ông Lê Văn Dũng. Ở xét đấu đầu tiên trong trận đấu này thì câu lạc bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam sẽ ở bên phải màn ảnh nhỏ các bạn, và câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank sẽ ở bên trái màn ảnh nhỏ của các bạn. Với việc xếp thứ 3 tại bảng A và của câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank thì họ đã phải chạm trán với câu lạc bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam, đội xếp thứ 4 ở bảng B sau loạt trận vòng bảng. Vừa rồi là pha đập bóng của Phạm Thị Yến. Điểm đầu tiên đã thuộc về câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank. Có thể thấy với đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là cả hai huấn luyện viên đều tung ra một đội hình trẻ để thi đấu với nhau trong trận đấu này. Vừa rồi thì Đoàn Thị Lâm Oanh đã không phòng thủ thành công. Tỷ số điểm lúc này là 1-1. Pha ghi điểm của phụ công Lưu Thị Huệ. Một pha đập bóng giữa lưới của Lưu Thị Huệ. Đoàn Thị Xuân đã đập bóng đi ra ngoài. Trong tình huống vừa rồi thì cú đập của Đoàn Thị Xuân không chạm bất cứ tay trắng nào của Thông tin Liên Việt Postbank. Tỷ số điểm lúc này là 2-2. Bóng vẫn trong cuộc. Và đặt bóng ở vị trí số 2 của Phạm Thị Yến, bóng đã rơi xuống góc sân của câu lạc bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam. Ba đều cho hai đội. Vừa rồi thì Trần Việt Hương đã phát bóng đi ra ngoài. Pha phòng thủ không thành công của Đoàn Thị Xuân và Nguyễn Thu Hoài. Ở vòng bảng của giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền năm 2017 thì câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank nằm ở bảng A cùng với Vân Nam Trung Quốc, câu lạc bộ Antai Kazakhstan và VTV Bình Điền Long An. Trải qua 3 trận đấu vòng bảng thì câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank đã giành chiến thắng 1 trận và để thua 2 trận. Câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank đã giành chiến thắng trước câu lạc bộ Antai Kazakhstan với tỷ số 3-0 và để thua câu lạc bộ Vân Nam Trung Quốc trong ngày ra quân với tỷ số là 2-3. Và ở cuộc trận đấu quyết định với VTV Bình Điền Long An thì câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank đã để thua đội chủ giải với tỷ số là 1-3.
Trong khi đó, câu lạc bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam nằm ở bảng B với các đội bóng câu lạc bộ Bangkok Glass Thái Lan, câu lạc bộ 4.25 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và câu lạc bộ Phúc Kiến Trung Quốc. Sau 3 trận đấu vòng bảng thì câu lạc bộ Ngân hàng Công thương đã để thua cả 3 trận. Trước câu lạc bộ Bangkok Glass thì câu lạc bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam đã để thua với tỷ số 1-3. 3-0 là tỷ số, 0-3 là tỷ số của trận thua trước câu lạc bộ 4.25 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và 2-3 là tỷ số trong trận thua trước câu lạc bộ Phúc Kiến Trung Quốc. Vừa rồi là pha tấn công của Hà Ngọc Diễm, tuy nhiên bóng đã bật lưới đi ra ngoài. Tỷ số điểm lúc này là 6-5, tạm nghiêng về các cô gái Ngân hàng Công thương Việt Nam. Và chắn bóng thành công của Bùi Thị Ngà và Đoàn Thị Lâm Oanh. Trong trận đấu này thì câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank chơi với cặp phụ công Bùi Thị Ngà và Trần Việt Hương. Còn câu lạc bộ Ngân hàng Công thương chơi với cặp phụ công Lê Thanh Thúy và Lưu Thị Huệ. Vừa rồi là pha phòng thủ không thành công của Phạm Thị Huệ. Từ pha đập bóng của Đinh Thị Thúy thì Phạm Thị Huệ không thể phòng thủ trong tình huống vừa rồi. Người phát bóng là Lê Thanh Thúy. Và đặt bóng của Hà Ngọc Diễm đã không vượt qua các tay trắng của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Và bây giờ thì hai đội sẽ bước vào lần hội ý kỹ thuật thứ nhất trong set đấu đầu tiên. Khống chế cái tay này này. Em có hiểu không? Em khống chế cái tay, đừng để cho nó đánh ra ngoài. Em đánh bóng, nếu như em mà không có sự quyết tâm trong cái chuyện chắn bóng. Em bảo cứ lượng 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 lượng. Giật hết tay cho tôi xem nó làm sao. Vào sao người ta, em cho lái vào sao người ta có một chắn mà em đánh bóng như thế nào đánh nước người ta dẻo à? Trong ngày hôm nay thì sẽ diễn ra 4 trận đấu. Ngoài trận đấu giữa Thông tin Liên Việt Postbank và Ngân hàng Công thương Việt Nam thì sẽ là trận đấu tranh hạng giữa câu lạc bộ Phúc Kiến của Trung Quốc và câu lạc bộ Antai Kazakhstan. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ. Vào lúc 16 giờ và 19 giờ tối nay thì sẽ diễn ra 2 trận bán kết. Vừa rồi là pha đập bóng của Lưu Thị Huệ. Libero Lily trong tình huống vừa rồi đã phản ứng khá chậm sau pha đập bóng của Lưu Thị Huệ. Đoàn Thị Lâm Oanh đã phòng thủ không thành công. Và tấn công của Đoàn Thị Xuân. Bóng đi rất căng và Đoàn Thị Lâm Oanh đã không phòng thủ được. Vào lúc 16 giờ chiều nay thì trận bán kết 1 sẽ là cuộc chạm trán giữa câu lạc bộ Vân Nam Trung Quốc gặp câu lạc bộ
Bangkok Glass của Thái Lan. Và vào lúc 19 giờ trận bán kết rất được mong chờ với sự góp mặt của đội chủ giải VTV Bình Điền Long An và câu lạc bộ 4.25 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Điểm cho các cô gái Ngân hàng Công thương Việt Nam 11-8. Bóng vẫn còn trong cuộc. Nỗ lực phòng thủ của libero Âu Hồng Nhung. Vẫn còn. Một pha bóng rất giằng co giữa hai đội. Vẫn còn trong cuộc. Nhưng điểm đã thuộc về các cô gái Công ty Liên Việt Postbank. Tỷ số điểm lúc này là 91. Trọng tài đã bắt lỗi kỹ thuật của các cô gái Ngân hàng Công thương Việt Nam trong tình huống vừa rồi. Và đặt bóng của phụ công trẻ Lưu Thị Huệ. Có thể thấy là việc tập luyện cùng nhau và thi đấu cùng nhau ở các giải đấu trẻ trong nước và quốc tế đã giúp cho những đường truyền của Nguyễn Thu Hoài dành cho Lưu Thị Huệ là rất ăn ý. Lần này thì Hà Ngọc Diễm đã không phòng thủ thành công. Tỷ số điểm lúc này là 13-9, nghiêng về các cô gái Ngân hàng Công thương Việt Nam. Sẽ là một pha phát bóng của Lưu Thị Huệ. Bóng vẫn còn trong cuộc. Pha đập bóng vừa rồi là của Hoàng Minh Tâm, khiến cho libero Âu Hồng Nhung không thể phòng thủ. Bóng vẫn còn trong cuộc. Lần này thì pha đá bóng của Hoàng Minh Tâm, bóng đã bàn tay trắng. Thông tin Liên Việt Postbank đi ra ngoài. Tỷ số điểm lúc này là 15-9. Một khoảng cách 6 điểm đã được tạo ra. Và đánh bóng của Bùi Thị Nga khiến cho Thu Hoài không thể phòng thủ. Câu lạc bộ thông tin Liên Việt Postbank có sự thay đổi người. Kê truyền 2 Nguyễn Linh Chi đã vào sân và người thay cho cô là Phạm Thị Yến. Sau đó thì Đoàn Thị Lâm Oanh đã rời sân và vào sân là Trần Thị Thảo. Và bỏ nhỏ của Lê Thanh Thủy. Tỷ số điểm lúc này là 16-10. Hai đội sẽ bước vào lần hội ý kỹ thuật thứ hai trong set đấu đầu tiên.
câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương có sự thay đổi người. Số 7 Hà Thị Hoa đã vào sân và thay cho cô là Đoàn Thị Xuân. Nguyễn Thị Xuân cũng đã vào sân và thay cho Truyền 2 Nguyễn Thu Hoài. Pha đập bóng dọc biên của Trần Thị Thảo. Một pha xử lý bóng xoay cổ tay. Cơ hội cho các cô gái thông tin liên việc Postbank. Hà Ngọc Diễm đã đánh bóng đi ra ngoài. Bóng vẫn còn trong cuộc. Vừa rồi là pha bỏ bóng của Bùi Thị Nga. Một khoảng trống đã xuất hiện trong đội hình Ngân hàng Công Thương và Bùi Thị Nga đã khai thác triệt để. Bùi Thị Nga cũng chính là người ghi nhiều điểm nhất cho câu lạc bộ thông tin liên việc Postbank sau 3 trận đấu ở vòng bảng. Chị đã ghi tổng cộng được 46 điểm. Và trận đấu Bùi Thị Nga ghi nhiều điểm nhất là trận đấu gặp câu lạc bộ Vân Nam Trung Quốc. Cô đã ghi được 27 điểm. Và đá bóng của Hà Ngọc Diệp bóng và tay trắng của các cầu thủ Ngân hàng Công Thương và rơi xuống phần sân của họ. Ngân hàng Công Thương xin tạm dừng hội ý. Ngân hàng Công Thương lúc này đã xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Tỷ số điểm là 13-17, khoảng cách chỉ là 4 điểm. Thì cho cái Xuân lớn này nó rút ra, nó anh kia con Thúy Linh này nó vào anh em một chồng sau. Có thế thôi, cái này đánh lao. Mấy cái đấy nó cứ vào cứ nhìn nó. Chúng ta cùng xem lại pha đập bóng của Hà Ngọc Diễm. Bây giờ Bùi Thị Nga sẽ thực hiện quả phát bóng tiếp theo. Bóng vẫn còn trong cuộc. Không được rồi. Các cô gái Ngân hàng Công Thương Việt Nam đã cứu bóng không thành công trong tình huống vừa rồi. Nếu như Bùi Thị Nga là người ghi điểm nhiều nhất cho câu lạc bộ thông tin liên việc Postbank sau 3 trận đấu ở vòng bảng, thì bên phía Ngân hàng Công Thương Việt Nam, người ghi điểm nhiều nhất cho câu lạc bộ này là Đoàn Thị Xuân. Và tấn công của Đinh Thị Thúy. Bùi Thị Nga đã không thể phòng thủ trong tình huống vừa rồi. Trần Thị Thảo đã di chuyển vào vị trí số 3 đánh bóng và rút ngắn tỷ số xuống
16-18. Libero Lưu Thị Lily không thể phòng thủ trong tình huống đập bóng của Đinh Thị Thúy. Ngân hàng Công Thương đã có sự thay đổi người. Nguyễn Thị Xuân rời sân, vào sân là Nguyễn Thu Hoài. Hà Thị Hoa rời sân. Mười sáu cho các cô gái Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Thông tin liên hệ Postbank xin tạm dừng hội ý. Sau khi để mất điểm trong tình huống vừa rồi thì huấn luyện viên Phạm Văn Long đã phải xin tạm dừng hội ý. Không được trên. Không đỡ được bóng thì phải quan sát rồi người ta cầm phát bóng của mình phải quan sát nào, đúng không ạ? Bóng thấp bóng cao là để quan sát để mà mình có chuẩn bị để đỡ bóng được chứ đánh bóng của bóng em. Cái phát bóng mà em lao ngã thế thì đánh bóng chẳng thấy là chúng ta là các em không quan sát được đúng không ạ? Quan sát kỹ được cho nên là các em để bị động của bóng thế. Mình quan sát được thì mình biết bóng em mình lao lên mình bước lên để đỡ chứ. Tính tới thời điểm này của mùa giải năm 2017 thì hai câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank và Ngân hàng Công Thương đã chạm trán thử nhau với nhau 3 lần. Trước đó hai trận đấu trước đó họ gặp nhau. Đó là trận bán kết tại giải bóng chuyền cúp Liên Việt. Trong trận đấu này thì câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank đã giành phần thắng với chiến thắng 3-0. Tuy nhiên thành phần của câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương ở giải bóng chuyền cúp Liên Việt không có sự góp mặt của Nguyễn Thị Xuân, Hà Thị Hoa hay Phạm Kim Huệ. Bóng vẫn còn trong cuộc. Một pha bỏ bóng rất nhanh của Lưu Thị Huệ nhưng chưa được. Bóng vẫn còn. Bây giờ thì Lưu Thị Huệ cùng với Đoàn Thị Xuân đã bám trắng thành công. Tỷ số điểm lúc này là 21-17. Có thể thấy dù xuất phát với đội hình là những tay đập trẻ, tuy nhiên các cô gái Ngân hàng Công Thương Việt Nam đang chơi rất tự tin. Bóng bạc tay trắng, Ngân hàng Công Thương đi ra ngoài. Người vừa ghi điểm cho Thông tin Liên Việt Postbank là phụ công trẻ Trần Việt Hương. Một pha đánh bóng chiến thuật. Câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank có sự thay đổi người. Bùi Thị Nga đã rời sân và vào sân thay cho cô là Đinh Thị Trà Giang. Lần thứ hai hai đội này gặp nhau trong năm nay. Đó là tại trận bán kết cúp Hùng Vương. Ở trận đấu này thì với lực lượng mạnh nhất, câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương đã vượt qua câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank với tỷ số 3-0. Tại cúp Hùng Vương thì sau khi vượt qua câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank ở trận bán kết thì câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương đã tiếp tục vượt qua VTV Bình Điền Long An ở trận đấu cuối cùng, trận chung kết để lên ngôi vô địch, bảo vệ được chức vô địch cúp Hùng Vương của mình. Tỷ số điểm lúc này là 22-19 và đập bóng của Hoàng Minh Tâm. Và đập bóng uy lực của Phạm Thị Huệ tuy nhiên chưa được. Cơ hội vẫn mở ra cho các cô gái Thông tin Liên Việt Postbank. Bây giờ thì Hoàng Minh Tâm là người dứt điểm để nâng điểm lên cho các cô gái Ngân hàng Công Thương Việt Nam.
Tỷ số điểm lúc này là 23-19. Huấn luyện viên Phạm Văn Long đã phải xin tạm dừng hội ý. Huấn luyện viên Phạm Văn Long đã sử dụng hai quyền hội ý chiến thuật của mình trong xét đấu này. Sẽ là một pha phát bóng của phụ công trẻ Lưu Thị Huệ. Phạm Thị Huệ đã đổi về điểm cho các cầu thủ Thông tin Liên Việt Postbank. 20-23. Một pha nhảy chuyền của Linh Chi cho Phạm Thị Huệ ở vị trí số 4. Bây giờ Linh Chi là người phát bóng. Một pha tranh chấp trên lưới và phần thắng thuộc về Hoàng Minh Tâm của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Bóng rơi xuống nhưng Linh Chi không thể hỗ trợ phòng thủ. 24-20, một điểm nữa thôi thì các cô gái Ngân hàng Công thương sẽ giành chiến thắng ở xét đấu đầu tiên. Trà Giang đã không thể chiến thắng Lê Thành Thủy. Và kết thúc xét đấu đầu tiên thì câu lạc bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam đã giành chiến thắng trước Thông tin Liên Việt Postbank với tỷ số điểm là 25-20.
từ nhà thi đấu Tây Ninh trong trận đấu ở vòng đấu xếp hạng giữa hai câu lạc bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam và câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank. Kết thúc set đấu đầu tiên thì câu lạc bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam đã vượt qua các cô gái Thông tin Liên Việt Postbank với tỷ số 25-20. Đoàn Thị Lam Oanh sẽ là người phát bóng đầu tiên ở set đấu này và pha phát bóng của cô đã ghi điểm 1-0 cho các cô gái Thông tin Liên Việt Postbank. Người truyền một hỏng trong tình huống vừa rồi là Hoàng Minh Tâm. Cơ hội mở ra cho các cô gái Thông tin Liên Việt Postbank. Hà Ngọc Diễm đã ghi điểm. Người phòng thủ không thành công trong tình huống vừa rồi là Đoàn Thị Xuân. Điểm thứ ba cho các cô gái Thông tin Liên Việt Postbank 3-0. Một sự khởi đầu tốt hơn ở set đấu đầu tiên của các cô gái áo đỏ. Và tấn công của Đinh Thị Thúy ở vị trí số 3 đã không vượt qua được các tay trắng của Thông tin Liên Việt Postbank. Câu lạc bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam vừa có sự thay đổi vận động viên. Hoàng Minh Tâm rời sân, vào sân thay cho cô là Phạm Thị Thắm. Điểm cho các cô gái Ngân hàng Công thương Việt Nam 1-4. Và đặt bóng của Hà Ngọc Diễm ở vị trí số 4, bóng đã đi ra ngoài. Điểm thứ hai cho các cô gái Ngân hàng Công thương Việt Nam. Bóng vẫn còn. Người ghi điểm là Hà Ngọc Diễm. Một pha đặt bóng chéo sân. Pha đặt bóng của Hà Ngọc Diễm, bóng đi chéo sân và có điểm rơi rất nguy hiểm. Và chặn đồi thành công của Lưu Thị Huệ và Đoàn Thị Xuân. Các cô gái Ngân hàng Công thương Việt Nam đã không thể phòng thủ trong tình huống vừa rồi. Tỷ số điểm lúc này là 6-3, tạm thời nghiêng về Thông tin Liên Việt Postbank. Bóng vẫn trong cuộc. Lần này thì Đoàn Thị Xuân đã bỏ bóng rất thông minh. Đoàn Thị Xuân bỏ bóng vào khoảng trống phía sau của câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank và Hà Ngọc Diễm đã chạy lên phòng thủ không kịp.
và di chuyển đặt bóng chiến thuật ở vị trí số 2 của Đinh Thị Trà Giang. Tỷ số điểm lúc này là 7-4. Tiếp tục là Trà Giang nhưng bóng vẫn trong cuộc. Phạm Thị Huệ đã ghi điểm cho các cô gái Thông Tin Liên Việt Postbank 8-4. Hai đội sẽ bước vào lần hội ý kỹ thuật đầu tiên trong set đấu thứ hai. Ở những phút đầu của set đấu thứ hai thì các cô gái của Thông Tin Liên Việt Postbank nhập cuộc tự tin hơn. Nhớ tự giúp mình thấp như thế, mình làm sao mình có thể đè chi, mình đánh được cho nên là tự mình phải giúp được nhiệm vào lần sau. Trông như bóng như thế, đúng như bóng như thế, tùy thu như thế. Thắng ra ngoài luôn, không có thể được, đúng chưa? Tập bóng được, bóng được, đánh như thế thì tham nhiệm được. Câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương có sự thay đổi vận động viên. Hoàng Minh Tâm đã trở lại sân và cô vào sân thay cho Phạm Thị Thắm. Một vài chuyền một hỏng của Đoàn Thị Xuân. Và chuyền bóng phá lỗi của Nguyễn Thu Hoài. Và Lê Thanh Thúy không thể xử lý bóng trong tình huống vừa rồi. Lần này thì Lê Thanh Thúy đã ghi điểm. Đổi về chỉ điểm cho các cô gái Ngân hàng Công Thương Việt Nam 5-10. Thu Hoài đã thay ra. Và vào sân là chuyền hai Hà Thị Hoa. Ở mùa giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV Bình Điền năm 2016 thì Ngân hàng Công Thương Việt Nam và Thông Tin Liên Việt Postbank nằm cùng bảng B. Và ở trận đấu vòng bảng đó thì cả hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn kéo dài 5 set. Trong trận đấu ở bảng B ở mùa giải năm ngoái, sau khi để Ngân hàng Công Thương giành chiến thắng ở hai set đầu tiên thì Thông Tin Liên Việt Postbank đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng. Nỗ lực vừa rồi là của libero Âu Hồng Nhung. Tỷ số điểm lúc này là 7-10. Pha đánh nhanh của Lê Thanh Thúy, một pha phối hợp bóng nhanh của chuyền hai Hà Thị Hoa và Lê Thanh Thúy. Lúc này thì chuyền hai Linh Chi đã vào sân thay cho Đoàn Thị Lâm Oanh. Bóng vẫn còn trong cuộc. Đinh Thị Trà Giang đã có một pha đánh bóng chiến thuật ở vị trí số 2.
trọng tài xác định bóng đã chạm các tay trắng của Ngân hàng Công thương Việt Nam và pha tấn công của Hà Ngọc Diễm đã ghi điểm cho các cô gái Thông tin Liên Việt Postbank. Pha phát bóng của Phạm Thị Huệ, bóng đi quá mạnh và đã bay ra ngoài. Tỷ số điểm lúc này là 9-12. Một khoảng cách không quá xa giữa hai đội. Người phát bóng sẽ là Lê Thanh Thúy. Và đặt bóng ở giữa lưới của phụ công trẻ Lưu Thị Huệ. Hà Thị Hoa chuyền bóng không quá sát lưới cho Lưu Thị Huệ. Lần này thì Lê Thanh Thủy phát bóng đi ra ngoài. Đinh Thị Thúy bỏ nhỏ thành công. 11-13. Đinh Thị Thúy đã bật lên rất cao, tuy nhiên chị đã thực hiện một pha bỏ nhỏ. Và đánh bóng của Trần Việt Hương, bóng bạc tay trắng các cô gái Ngân hàng Công thương Việt Nam và vẫn rơi xuống phần sân của Thông tin Liên Việt Postbank. Tỷ số điểm lúc này là 12-13, khoảng cách chỉ còn là một điểm. Một pha đập bóng của Hà Ngọc Diễm, tuy nhiên đã không thắng được các tay trắng của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Đúng lúc này thì huấn luyện viên Phạm Văn Long đã phải xin tạm dừng hội ý. Các học trò của ông đã để cho đối thủ sang bằng điểm số. Tỷ số điểm lúc này là 13 đều. Hà Thị Hoa sẽ là người thực hiện quả phát bóng. Lưu Thị Huệ đã cản phá được pha xử lý của Nguyễn Linh Chi. Có thể thấy là phụ công Lưu Thị Huệ có một chiều cao khá tốt. Và mỗi khi chị ở trên lưới thì hàng trắng của câu lạc bộ Ngân hàng Công thương thực hiện những pha chấn bóng rất hiệu quả. Ngân hàng Công thương Việt Nam đã vươn lên dẫn điểm đối thủ với tỷ số 15-13. Bóng vẫn trong cuộc. Bùi Vũ Thanh Tuyền đã phòng ngự thành công. Và Đinh Thị Thúy đã giành chiến thắng trong và tấn công vừa rồi. Tỷ số điểm lúc này là 16-13. Nghiêng về các cô gái Ngân hàng Công thương Việt Nam. Hai đội sẽ bước vào lần hội ý kỹ thuật thứ hai trong set đấu thứ hai. Một pha đánh bóng xuyên trắng của Đinh Thị Thúy. Chưa chuyển chuẩn, đánh tính toán. Đấy, từ mình phải giúp được nhiều cho bà Nam.
Câu lạc bộ thông tin Liên Việt Postbank có sự thay vận động viên Linh Chi rời sân, nhường chỗ cho Đoàn Thị Lâm Oanh. Trần Việt Hưng rời sân và vào sân thay cho cô là Bùi Thị Nga. Có thể thấy là những phút trên sân của Trần Việt Hưng là không thật sự nổi bật. Đoàn Thị Xuân đã di chuyển vào vị trí số 3 để thực hiện pha tấn công. Và trong tình huống này thì cô đã chiến thắng được tay trắng Bùi Thị Nga. Điểm cho các cô gái Ngân hàng Công thương Việt Nam. Pha đá bóng của Bùi Thị Nga, bóng đã đi ra ngoài. Một pha di chuyển đánh bóng chiến thuật, tuy nhiên độ chính xác là không cao. Bây giờ thì Bùi Thị Nga đã ghi điểm từ một pha đánh bóng tương tự. Bóng vẫn còn trong cuộc. Những nỗ lực của các cô gái Ngân hàng Công thương Việt Nam. Bây giờ thì Trần Thị Thảo đã kết thúc pha bóng giằng co vừa rồi. Hà Thị Hoa không thể phòng ngự trong tình huống này. Điểm cho các cô gái Ngân hàng Công thương Việt Nam 16-18. Đinh Thị Thúy đã đổi về điểm cho các cô gái Ngân hàng Công thương Việt Nam 19-16. Hà Ngọc Diễm đã không thể bám trắng pha tấn công này của Đinh Thị Thủy. Hai mươi mười sáu cho Ngân hàng Công thương Việt Nam. Huấn luyện viên Phạm Văn Long đã phải xin tạm dừng hội ý. Màn trình diễn của các cô gái thông tin Liên Việt Postbank ở nửa sau xét đấu thứ hai là không thật sự ấn tượng. Đánh bóng thế chúng tay thì mình thua bình thường. Em ra bắn chắn như thế thì thế mình không đứng lại được chẳng được hơn. Ta ra nó phải đúng, đi sát lưới vào, đi sát lưới vào cái này. Trong thành phần đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam năm 2016 thì câu lạc bộ thông tin Liên Việt Postbank chỉ đóng góp một thành viên, đó là chuyền hai Nguyễn Linh Chi. Trong khi đó câu lạc bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam đóng góp những cái tên như Phạm Kim Huệ, Bùi Vũ Thanh Tuyền, Đoàn Thị Xuân, Đinh Thị Thủy và hai gương mặt trẻ là chuyền hai Thu Hoài và phụ công Lưu Thị Huệ. Có thể thấy nếu như trước đây thông tin Liên Việt Postbank là đội bóng cung cấp nguồn nhân lực cho đội tuyển quốc gia Việt Nam thì bây giờ sự chuyển giao đang thuộc về các cô gái Ngân hàng Công thương. Pha bỏ nhỏ rất tinh tế của Lưu Thị Huệ. Bóng vẫn trong cuộc.
vẫn còn cơ hội để mở ra cho các cô gái thông tin liên việt Postbank. Nhưng Phạm Thị Huệ không thể chiến thắng được các tay trắng của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Người vừa bám trắng Phạm Thị Huệ là Lê Thanh Thúy và Đoàn Thị Xuân. Tỷ số điểm lúc này là 22-17, nghiêng về các cô gái Ngân hàng Công thương Việt Nam. Và đập bóng chính xác của Bùi Thị Nga. Trong thành phần đội tuyển quốc gia của bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2016 còn có sự xuất hiện của Hà Ngọc Diễm. Tuy nhiên, Hà Ngọc Diễm thuộc sự quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền nữ truyền hình Vĩnh Long. Và phòng thủ không thành công của Bùi Thị Nga. Trần Thị Thảo đã có một pha đá bóng uy lực. Bóng đi về cuối sân. Tỷ số điểm lúc này là 19-23. Nỗ lực của các cô gái thông tin liên việt Postbank không được rồi. 24-19. Ngân hàng Công thương Việt Nam lại có lợi thế để giành chiến thắng ở set đấu thứ hai. Trọng tài bắt lỗi dính bóng của Đinh Thị Thúy. 20-24. Một pha dính bóng của chủ công Đinh Thị Thúy. Trọng tài chính Nguyễn Minh Mẫn xác định trong tình huống vừa rồi điểm cho các cô gái thông tin liên việt Postbank 21-24. Bây giờ thì Lê Thanh Thúy đã giúp câu lạc bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam kết thúc set đấu thứ hai với chiến thắng với tỷ số 25-21. Qua hai set đấu thì câu lạc bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam tạm dẫn thông tin liên việt Postbank với tỷ số là 2-0.
Chúng ta sẽ cùng trở lại với những diễn biến ở xét đấu thứ 3 trong trận đấu ở vòng đấu tranh hạng giữa hai câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank và câu lạc bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam. Kết thúc hai xét đấu đầu tiên thì câu lạc bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam tạm thời dẫn câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank với tỷ số là 2-0. Tỷ số các xét sau hai xét đấu là 25-20 và 25-11. Điểm đầu tiên trong xét đấu thứ 3 thuộc về các cô gái Thông tin Liên Việt Postbank. Bóng vẫn trong cuộc. Điểm thứ hai cho các cô gái Thông tin Liên Việt Postbank. 2-0. Ở những phút đầu của xét đấu thứ 3 đang diễn ra giống với những phút đầu của xét đấu thứ 2, khi các cô gái Thông tin có được những điểm số đầu tiên. Bóng vẫn trong cuộc. Người vừa dứt điểm là Lưu Thị Huệ. Có thể thấy là so với người đồng đội trẻ bên phía Thông tin Liên Việt Postbank là Trần Việt Hương, thì Lưu Thị Huệ bước vào trận đấu này với hiệu suất ghi điểm khá tốt và với một tinh thần thi đấu rất tự tin. Hai đều cho các cô gái Ngân hàng Công thương Việt Nam. Người ghi điểm là Hoàng Minh Tâm. Một pha bỏ bóng của Hoàng Minh Tâm. Trần Thị Thảo đã đổi về điểm cho các cô gái Thông tin Liên Việt Postbank 3-2. Trong ngày hôm qua, ngày nghỉ của giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền năm 2017 thì các vận động viên đã được đi tham quan địa danh núi Bà Đen của tỉnh Tây Ninh. Và buổi tối thì đã diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ cũng như là cuộc thi biểu diễn trình diễn áo bà ba. Có thể nói là tối hôm qua là một buổi tối rất khó quên với các vận động viên đối với ban tổ chức giải đấu. Lưu Thị Huệ đã phát bóng đi ra ngoài. Trong phần thi biểu diễn trang phục áo bà ba thì phụ công
Phạm Kim Huệ của câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương đã giành giải nhì. Trong khi đó thì bên phía Thông tin Liên Việt Postbank thì Trần Việt Hương cũng đã giành được giải ba của danh hiệu Miss Áo Bà Ba năm nay. Pha di chuyển chiến thuật của Đinh Nghị Trà Giang. Một pha chuyền bóng sau đầu của Đoàn Thị Lâm Oanh. Và đánh bóng của Hoàng Minh Tâm, bóng đã đi ra ngoài. Một pha phối hợp đánh bóng rất có ý đồ của các cô gái Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Tuy nhiên Hoàng Minh Tâm đã đánh bóng đi ra ngoài. Đổi về điểm cho Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Phạm Thị Huệ là người mắc lỗi trong tình huống phòng ngự vừa rồi. Sáu đều. Người vừa thực hiện pha tấn công vừa rồi là Lê Thanh Thúy. Có thể thấy nếu xét về thực lực hiện tại của hai đội bóng Ngân hàng Công Thương và Thông tin Liên Việt Postbank thì ở thời điểm hiện tại sức mạnh nhỉnh hơn sẽ thuộc về các cô gái Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Khi mà sự chuyển giao của câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank đang diễn ra khá chậm và lứa kế thừa của họ chưa thể hiện được và chưa xuất hiện một nhân tố nào thật sự nổi bật. Trong khi đó thì Ngân hàng Công Thương họ có những Đinh Thị Thúy, những Đoàn Thị Xuân và tiếp sau đây sẽ là những Nguyễn Thu Hoài hay Lưu Thị Huệ, sẽ là thế hệ kế thừa của câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương. Người sẽ thực hiện pha phát bóng tiếp theo là Đinh Thị Trà Giang. Phạm Thị Huệ đã phòng ngự không thành công. Hai đội bóng sẽ bước vào lần hội ý kỹ thuật thứ nhất trong xét đấu thứ ba. Tỷ số điểm lúc này là 8-7, khoảng cách 1 điểm. Lợi thế đang nghiêng về các cô gái Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Sau khi giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV 9 Bình Điền năm 2017 kết thúc thì các cô gái Ngân hàng Công Thương Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu Cúp các câu lạc bộ châu Á sẽ diễn ra ở Kazakhstan vào cuối tháng 5 tới đây. Và tranh chấp trên lưới giữa hai phụ công trẻ Trần Việt Hương và Lưu Thị Huệ. Và Lưu Thị Huệ là người chiến thắng trong tình huống vừa rồi. Có thể thấy chiều cao đã giúp Lưu Thị Huệ tận dụng thành công pha bóng vừa rồi. Wow.
Trần Thị Thảo đã không thể thực hiện pha chuyền một sau pha phát bóng của Lê Thanh Thúy. Ngân hàng Công Thương đang vượt lên với khoảng cách điểm lúc này là 3 điểm. Phạm Thị Hồng Nhung đã đổi về điểm cho các cô gái áo đỏ. 80. Có thể thấy là với sự xuất hiện của các cầu thủ trẻ trên sân của hai đội thì chúng ta có thể thấy là đội nào có dàn cầu thủ trẻ tốt hơn, nhỉnh hơn. 11, 8. Ở mùa giải năm 2016 thì Ngân hàng Công Thương đã giành chức vô địch tại giải trẻ vô địch quốc gia. Và ở giải đấu đó thì Thông tin Liên Việt Postbank xếp hạng nhì. Còn ở giải trẻ cúp các câu lạc bộ cũng ở mùa giải năm ngoái thì câu lạc bộ lên ngôi, đó là Thông tin Liên Việt Postbank. Còn Ngân hàng Công Thương họ xếp thứ nhì ở giải đấu này. Người đá bóng ghi điểm là Đoàn Thị Xuân. Một pha ghi điểm ở vị trí số 3. Huấn luyện viên Phạm Văn Long chắc chắn không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Và ông đã phải xin tạm dừng hội ý. Có thể thấy là việc hai đội bóng Việt Nam, câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương và câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank đã không thể lọt vào top 4 ở giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV 9 Bình Điền năm 2017. Thì những trận đấu như thế này không còn mang nhiều ý nghĩa. Và có thể thấy là đã diễn ra với chất lượng chuyên môn không thật sự cao, như chính những gì mà hai đội bóng này đã từng đối đầu gặp nhau ở những giải đấu trong nước, ở những trận đấu có tính chất loại trừ. Cơ hội của Đinh Thị Thúy, tuy nhiên bóng vẫn trong cuộc. Đoàn Thị Xuân đã mang về điểm cho các cô gái Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Tỷ số điểm là 14-8, một khoảng cách 6 điểm đã được tạo ra. Cả Trần Thị Thảo và Libero Âu Hồng Nhung đã không thể phòng ngự trong tình huống vừa rồi. Bóng vẫn còn. Tiếp tục sẽ là Đinh Thị Thúy. Bóng vẫn còn trong cuộc. Đinh Thị Thúy tiếp tục là người kết thúc pha bóng chọt ghi điểm cho các cô gái Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Nếu xét về bề dày thành tích thì dĩ nhiên câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank là một đội bóng giàu thành tích, và thành tích của họ có thể kể ra đó chính là 9 lần vô địch quốc gia. Một thành tích vô tiền khoáng hậu. Trần Việt Hương đã không thể vượt qua các tay trắng của Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Hai đội sẽ bước vào lần hội ý kỹ thuật thứ hai trong xét đấu thứ ba. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đấy là tâm quý quả nó quạt nhẹ nhá. Còn cái Xuân kia để ngoài kia nó chặn như là quả bóng trừ của mình sáng biết được là chuyển thế nào, đúng không? Nên tôi nói rồi, những quả bóng tốt như thế là phải phối hợp lên thế nào mà đánh bóng à, phân phối cái hàng chắn người ta có thể đánh bóng rất đơn giản như thế. Người đánh bóng thì bóng hơn bóng hơn đánh. Chúng ta sẽ cùng trở lại với những diễn biến ở sát đấu thứ 3 trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam và Thông tin Liên Việt Postbank. Tỷ số điểm ở sát đấu thứ 3 lúc này là 16-8 nghiêng về các cô gái Ngân hàng Công thương Việt Nam. Người phát bóng sẽ là chuyền hai Thu Hoài. Và bỏ nhỏ của Đinh Thị Thúy. Đinh Thị Thúy đã thực hiện một pha bỏ nhỏ, bóng rơi xuống phần sân khoảng trống của các cô gái Thông tin. Phạm Thị Hồng Nhung đã đổi về điểm do Thông tin Liên Việt Postbank 97. Sau khi trận đấu giữa Thông tin Liên Việt Postbank và Ngân hàng Công thương kết thúc sẽ là trận đấu xếp hạng tiếp theo giữa hai đội bóng. Đội bóng xếp thứ 3 của bảng B sẽ gặp đội bóng xếp thứ 4 của bảng A. Đó là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Phúc Kiến của Trung Quốc và câu lạc bộ Antay Kazakhstan. Trần Thị Thảo đã không hỗ trợ phòng thủ trong tình huống vừa rồi. Phản ứng của Trần Thị Thảo là rất chậm trong tình huống bóng vừa rồi. Đội trưởng Nguyễn Thị Xuân đã vào sân và người ra sân là Hoàng Minh Tâm. Và phát bóng có phần may mắn của Đinh Thị Thúy. Bóng leo lưới và rơi xuống phần sân của Thông tin Liên Việt Postbank. Tỷ số điểm lúc này là 19-9. Một khoảng cách 10 điểm đã được tạo ra. Trần Thị Thảo đã ghi điểm số thứ 10 cho các cô gái Thông tin Liên Việt Postbank. Bóng vẫn còn trong cuộc. Tuy nhiên Nguyễn Thị Xuân đã đánh bóng không qua lưới. 11-19. Bây giờ thì Hoàng Minh Tâm đã trở lại sân và Nguyễn Thị Xuân đã rời sân. Bóng vẫn còn. Những nỗ lực của các cô gái Thông tin Liên Việt Postbank. Và Lưu Thị Huệ với pha đánh bóng chiến thuật đã ghi điểm cho các cô gái Ngân hàng Công thương Việt Nam. 20-11. Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thu Hoài, Trần Việt Hương và Đoàn Thị Lâm Oanh, những cầu thủ đang có mặt ở trên sân chính là những thành viên của đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á và U19 Châu Á vào năm 2016. Tuy nhiên ở mùa giải năm ngoái thì Đoàn Thị Lâm Oanh đã không may mắn gặp phải một chấn thương và không thể tham gia cùng các đồng đội. Những nỗ lực của các cô gái Thông tin, tuy nhiên điểm đã được ghi cho Ngân hàng Công thương Việt Nam. Một pha đỡ bóng
của Âu Hồng Nhung và không có đồng đội nào hỗ trợ cô sau đó. Điểm cho các cô gái thông tin liên Việt Postbank. Người vừa ghi điểm là Trần Thị Thảo. Một pha ghi điểm ở vị trí số 2. Bây giờ Trần Thị Thảo sẽ là người phát bóng. Người dứt điểm là Lê Thanh Thúy. Một pha đánh bóng rất nhanh của Lê Thanh Thúy. Bóng vẫn trong cuộc. Có thể thấy là các cô gái thông tin liên Việt Postbank dù đã rất nỗ lực nhưng họ khá lúng túng trong những pha đỡ cứu bóng của mình. Một pha xử lý của Nguyễn Thu Hoài. Tỷ số điểm lúc này đã là 23-12. Một khoảng cách điểm rất lớn. Người chiến thắng trong cặp đấu này sẽ thi đấu trận tranh hạng 5-6 vào lúc 15 giờ chiều mai. Và người thất bại trong trận đấu này sẽ thi đấu trận tranh hạng 7-8 diễn ra vào lúc 13 giờ chiều ngày mai. Và đến thời điểm này thì chúng ta đã xác định được ai sẽ là người thi đấu trận 5-6 và ai sẽ là người thi đấu trận tranh hạng 7-8. 13-24. Chỉ một điểm nữa thôi thì các cô gái Ngân hàng Công Thương Việt Nam sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này. Bóng vẫn trong cuộc. Hoàng Minh Tâm đã đánh bóng đi ra ngoài. 14-24. Khoảng cách điểm lúc này là 10 điểm. Rất khó cho các cô gái thông tin liên Việt Postbank. Bóng vẫn còn. Cơ hội để câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương kết thúc trận đấu. Tuy nhiên vẫn còn. Điểm thuộc về các cô gái thông tin liên Việt Postbank. 15-24. Trọng tài xác định bóng đã chạm sàn trong tình huống Nguyễn Thu Hoài thực hiện pha cứu bóng. Tuy nhiên Phạm Thị Huệ đã có một pha phát bóng không qua rưới. Khép lại xét đấu thứ 3 với chiến thắng của câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương Việt Nam với tỷ số 25-15. Kết thúc trận đấu thì câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương Việt Nam đã vượt qua các cô gái thông tin liên Việt Postbank với tỷ số 3-0. Tỷ số các xét lần lượt là 25-20, 25-21 và 25-15. Như vậy là các cô gái Ngân hàng Công Thương Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tranh hạng 5 diễn ra vào 15 giờ chiều mai. Còn các cô gái thông tin liên Việt Postbank sẽ thi đấu trận đấu lúc 13 giờ, trận đấu tranh hạng 7-8. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 14 giờ với trận xếp hạng giữa hai câu lạc bộ Phúc Kiến của Trung Quốc và câu lạc bộ Antay Kazakhstan.